Dạ, em xin kính chào với cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú, anh chị mình bài kiện của Khả Như. Giao lưu hôm nay thì Khả Như cũng có một lô phôi mai tứ quý, muốn giao lưu cùng cô chú, anh chị ạ. Dạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho Khả Như ạ. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú mình đã luôn yêu thương, theo dõi, ủng hộ kênh trong thuốc suốt thời gian qua ạ. Em xin phép được clip chia sẻ là cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ, lô phô mai hôm nay đa số là tứ quý nha cô chú anh chị. Cây bonsai lùng lực, đủ dáng, đủ kiểu hết trơn hết với cô chú anh chị. Nội đế thì khỏi chơi luôn quý cô chú nha, nguyên một bể đế đặt 24 giờ luôn nha quý cô chú anh chị. Cây thì cốt cành đều mà mặt cắt kéo nhựa mạnh hết rồi, cô chú mình yên tâm sưu tầm luôn ạ. Dạ, đủ loại giá, đủ loại kích cỡ nha cô chú. Mình xem clip thấy ưng ý phôi nào mình liên hệ với số điện thoại có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em luôn ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn với cô chú anh chị nha. Dạ, em xin chào Khả Như ơi. Dạ, em chào Phương, dạ em chào quý cô chú ạ. Hôm nay con có lên một số phôi mai tứ quý phục vụ quý cô chú nha. Số điện thoại con là 0939100240, cũng là số Zalo luôn ạ. Con ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Rồi, không xin không mất thời gian, em xin vô phôi số 1 nha quý cô chú. Yeah. Phôi số 1 của một phôi mai tứ quý trực ha. Trực lùng lực nha quý cô chú. Dạ. Yeah. Đế nồm ha. Chi cành thì dư chơi luôn ha cô chú anh chị. Cụ đế đặt kẹo nồm từng do luôn nha quý cô chú. Cây này mình nuôi trên sân thượng quý cô chú. Cái này nó gom củ ông đế nha cô chú anh chị. Dáng nó hơi siêu nhẹ, có một cành phóng ra nữa cô chú anh chị ha. Cái này đế thân tàn là đẹp như ý luôn ha. Cây này ghép một cái là mình để chậu bốn nha. Cây này nữa là để rất là đẹp nha. Đó. Rồi, vô thông số nha. Hoàn tại vị trí này là 29 nha quý cô chú. Dạ. À. Cụ đế đặt chọn giò của em nó là 75 ha. À, cụ đế đặt này 75 nha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 72 ha. Rồi, đường kính bầu dài nhất là 41 nha. Cái này mình chậm chậu 4, mình ép chậu 4 ha. Nhìn nó gió cây không cây lắm cô chú anh chị. Cây này nhìn ở ngoài nhìn thấy thương lắm cô chú, thấy cưng lắm. Đế thì đều hết chân nha. Đều mà nó gom lại lắm ha. Rồi cây tứ quý mã số 1 em xin giao lưu với quý cô chú là 4.800.000 nha. Dạ, 4.800. Dạ. Mã số 2. Mã số 2 là gồm một phôi mai tứ quý trực búp măng nha quý cô chú. À. Nở củ đế luôn nha cô chú anh chị. Nở củ mà cộng đế to không heo quý cô chú. Vậy nó bóng bóng củ như kia trái bành nha. Cây này thì mọc các kéo nhựa xanh dờn luôn cô chú anh chị, mình đi năm sưu tầm luôn ha. Kéo nhựa dung xanh, cây mạnh lắm nha quý cô chú. À, củ là cứng ngắt luôn nha. Đế rất là to luôn ha. Cái này nở dài đế á cô chú anh chị. Rồi, xin nghe thông số nha. Rồi, hoành tại vị trí này là 39 nha quý cô chú. Dạ. Không gắn nở đâu ha. Em đợi cụ đế đặt quý cô chú tham khảo nha. Cụ đế đặt của nó em nói là 112 ha. Đó, mình chồng mình phù diễn nguyện cụ đế này lên luôn ha. Rồi, chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 59 nha. Rồi, nồm đế là 22 ha. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Đó. Cây này mình chậm chậu 5 ha quý cô chú. Chậm chậu 5 cái là nó lực như trái banh luôn ha. Nhà có cành có khá mình ghép cũng mau chơi lắm cô chú anh chị. Rồi cây tứ quý mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú là 8.800.000 nha. Dạ. Rồi quý cô chú ơi, đặt kẹo luôn nha. Đế đặt mà nó gom lại ha. Dạ, em nhỏ khôn đếm nha. Rồi.
Dạ, mã số 3. Mã số 3 cũng một cây trực tay cành đều luôn nha quý vị chú. Cụ đế thì cũng đặt kẹo luôn nha. Tứ quý giờ mà đi kiếm mà săn này cũng hơi khó nha quý vị chú. Đế đặt hết nha quý vị chú, cộng đế to không nha. Cái này nó cũng đều dai đế hết trơn nha cô chú anh chị. Không có trống vách nào luôn hả? Dạ. Em xin thông số nha quý vị chú. Dạ. Quần tại vị trí này là 34 nha quý cô chú. Dạ. Để em cụ đế đặt với chú tham khảo nha. Cụ đế đặt của em nó là hết thức dày nha. Này là bầu tới đâu là gãy tới đó luôn nha. Rồi. Nôm đế là 30 ha. Đường kính bầu dài nhất là 49 nha. Chiều cao của nó từ bầu lên tới đỉnh là 85 nha. Rồi. Cái tư quý mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú là 5 triệu ha. Dạ, 5 triệu. Có cốt này nó cũng sẵn cũng gà nhựa xanh dợn dùng cho nha quý cô chú. Cây này ngoài nhìn nó lực lắm ha. Dạ 5 triệu. Cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 4. Mã số 4 à. Một cây tứ quý trực búp măng nha quý cô chú. Dạ. Cốt, cốt cạnh cũng tứ diện hết nha. Một cốt. Cụ đế này nó gom cũ lại ha. Không chống nhách nào quý chú ơi. Cây này nằm trong học ha. Đế đặt nha cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn nha quý chú. Nó nhỏ chứ nó có vỏ ha. Đây là chồng trong học nó thấy nó nhỏ rồi chứ nó già cây lắm rồi nha. Rồi. Xin thông số nha. Hoàn tại vị trí này là 28 nha quý cô chú. Dạ. Để em đo cục đế đặt trên quý chú tham khảo ha. 106 ha. Nôm đế em nói là 22 ha. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Yeah. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 77 ha. Rồi. Cây cây tư quý mã số 4 em xin giao lưu với quý cô chú là 5 triệu 700 ngàn ha. Dạ 5 triệu 7. Cốt cành có đều tứ diện hết trơn á cô chú anh chị. Mấy cây này giờ săn cũng cực lắm nha quý cô chú. Giờ tứ quý giờ nó cũng hiếm hơn lúc trước nhiều dữ lắm rồi ha. Kiếm cây đẹp cũng khó nha. Dạ à, giá này cũng quá hữu nghị luôn quý cô chú ơi. Dạ. Mình đăng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại Khả Nhân giúp em cô chú anh chị ha. Dạ em. Mã số 5. Mã số 5 là một phôi mai tứ quý trực cốt cạnh nè. Cây này phôm cao nha cô chú anh chị. Hôm cao mà cốt cạnh khá là đều nha cô chú anh chị, lên tới ngọn luôn nha. Đế là một khối luôn nha quý cô chú. Cộng to đều lực không ha. Không có chỗ nào mà không có hết nha. Ở trong này nè. Còn lót ở trong nhiều lắm nha quý cô chú. Rồi, xin cho thông số nha. Rồi, hoàn tại vị trí này là 41 ha. Dạ. Rồi, rồi cụ đế đặt lên nó nha. Cụ đế đặt của em nó là khoảng 109 nha quý cô chú. Này bầu tới đâu là gãy tới đó luôn ha. Rồi. Đường kính bầu dài nhất là 71 ha. Cái thoát thân tới từ cổ gãy tới cái chi đầu tiên là 33 nha. Cây này cao khoảng 1m6 quý chú ơi. Dạ. 1m6 nha. Tán ngang của em nó là 75 ha. Rồi cây tứ quý mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú là 8 triệu nha. Dạ. Đế thân tàn là ok cô chú anh chị, mình ghép vô thành phẩm là như cây thông lớn vậy đó cô chú. Ừ.
Dạ, cái này đế bài nhưng mà gãy nó bấu xuống không mà cô chú anh chị ha. Để nó bấu xuống mà nó đặt kẹo ở trên, còn cái lớp trong nữa. Dạ. À. Rồi, em đổi cây luôn ha. Được. Cây mã số 6. Cây mã số 6 là một phôi mai tứ quý cô chú. Chật bài ha. Có cần bài mà nó lắc nè. Cụ đế thì nờm một củ nha cô chú. Nờm thuận đế to to lực không ha. Mấy cái mặt cắt rễ này cái nhựa dung trùng trần á cô chú anh chị. Đường thân lắc mà có cốt cành sẵn nha cô chú anh chị ha. Cây này về mình đóng 8 bo vô là chơi lập cái tàn nữa là chơi bài rất là đẹp cây này nha quý cô chú. Đó, để nha. Đặt kẹo luôn nha. Ở trong này không chống chơi nha. Cứ ngắt luôn. Rồi, xin thăm số nha. Hoàn tại vị trí này là 37 nha quý cô chú. Dạ. Đó, không cắn nở đâu chân ha. 37 ha. Rồi. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 64 nha. Nôm đế em nói là 30 ha. Đường kính bầu dài nhất là 53 ha. Đó. Cần bay nó là cũng 53 luôn nha quý cô chú. Rồi. Cây tứ quý mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú là 6.200.000 nha. Dạ 6.200.000 nha cô chú anh chị. Cốt cành sẵn về mình vô chậu đẹp đẹp cái lọt tàn cái là chơi rồi cô chú anh chị ha. Dạ. Trời em đổi cây luôn ha. Mã số 7. Mã số 7 là một phôi mai tứ quý ha quý cô chú. Em này lùng lực nha cô chú anh chị. Đó có rồi. Cần bài rất là diện ha. Lùng lực rất lớn luôn ha. Cốt cành có sẵn cô chú mình không thích tầng bài này tán cho nó chơi lùng xuống lực dạ, luôn ha. Lùng xuống cho lực luôn. Mà cắt kéo nhựa mạnh lắm luôn cô chú anh chị. Cây là một củ đế luôn nha cô chú. Đặt kẹo luôn nha. Đây nè. Công ghế là bự bự hơn luôn cô chú anh chị. Rồi, xin nhờ thăm số nha. Phần tại vị trí này là 51 nha quý cô chú. Dạ. Nó là chạc nở xuống với quý cô chú tham khảo nha. 55 ha. Rồi. Chiều cao của ông nó từ bậc bầu lên tới đỉnh là 59 ha. À, đường kính bầu dài nhất là 64 ha. Dạ một em hoành to sắc lớn nha cô chú anh chị. Rồi, phôi mai tứ quý lùng lực. Cũng có đế đặt luôn nha quý cô chú. Cái này em xin giao lưu với quý cô chú là 19 triệu nha. À, cộng đế là to to không nha quý cô chú. Cầm tay ăn lên không ha. À, nở họng. À. Dạ. Rồi. Cái đầu bầu. Dạ số 8. Cái này số 8 hả? Dạ. 10. À. Số 8 cũng là tứ quý luôn á cô chú anh chị. Cây này rất là dót cây mà nở hậu nữa nha cô chú nha. Cây này như cái búp măng luôn nha quý cô chú. Dáng thú nữa ha. À, chi cành thì đều củ đế thì gom một khối luôn nha. Cốt cành có tứ diện rất là dót luôn nha cô chú anh chị. À, cộng đế to to thấy không ha. Ở dưới cái ức này có dễ chịu hết trơn rồi cô chú anh chị. Rồi, xin cho thông số nha. Hoàn tại vị trí này là 46 nha. Dạ. Rồi, đo xuống cái nở cái cũ dưới này một tí nha. Dưới này là 51 nha quý cô chú. Nở dưới này ha. Rồi. Nôm đế là 34 nha. Cục đế đặt gồm của nó nha. Cục đế đặt gồm của nó là 112 nha quý cô chú. À, cổ đế gom nó là 112 nha. Rồi. Chiều cao của ông nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 89 nha. Này giót ngọn có xíu không bây giờ. Giót ngọn có 14 rồi. Dạ. À, chì cạnh thì đều luôn ha. Rồi, đường kính bầu là 50 ha. Rồi. Cây tứ quý mã số 8 này em xin giao lưu với quý cô chú là
16.800 nha. Dạ 16.800 mấy cô chú anh chị. Còn nên ở hậu nè quý chú ơi. Đó. Đế nè, không chống nhích nào hết trơn ha. Nó lòn 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 ở ở trong đặt kẹo luôn nha. Bóp giót nữa ha. Cốt cành đều cây này, cái form này lọt tàn mau chơi luôn á. Cây này chuẩn bonsai luôn ha quý cô chú. Dạ. Dạ, mã số 8 nha cô chú anh chị. Em đổi luôn nha. Mã số 9. Mã số 9 cũng một form mang tới quý ha quý chú. Cốt cành ha. Có cái cành này bay lắc lắc quái quái ha quý chú, không thích thì về mình cắt xuống, mình dựng đọt lại thẳng lại lên ha. Dạ. Đó nè, em cắt chị hao cho quý chú ha. Cây này kéo nhựa mạnh nè quý chú. Cây này cốt cành cũng lực lực lắm luôn á cô chú anh chị. Đê thì quý chú khỏi bàn luôn. Giờ còn thú vậy. Thú ngồi. Đây nè. Còn nguyên cái mình nữa nè. Đế nó đặt kẹo một cục rồi ha. Không có trống chỗ nào hết trơn quý chú ơi. Cộng to đều không nha. Đây nè. Đế này mà 24 giờ luôn á cô chú anh chị. Nó đặt mà nó đương 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 với nhau hết nha. Nguyên một bể luôn á cô chú anh chị nha. Trên này thì có gom củ gom đế luôn ạ. Nhìn ở ngoài nó đẹp lắm quý chú ơi. Nhìn như con thú nó nằm vậy đó. Nó đặt một cục lên nè. Rồi, xin vô thông số nha. Rồi, hoàn tại vị trí này là 42 ha. Đó. Rồi cái nạc này cho quý cô chú tham khảo nha. 73 ha. Dạ. Nạc mình ưng thú nha. Cục đặt này 73 nha. Rồi. Nòm đế của em nó là 26 nha. Đường kính bầu dài nhất là 66 nha. Biết rồi quý chú ơi. Cây này ngoài phê lắm quý chú. Cây này thoát thân thấp nữa nha cô chú anh chị. Nhìn lớn lột cây ha. Thoát thân thấp mà cốt cành nó cũng khá đều luôn ha. Mình không chơi cành lắc này, mình tán xuống chơi lực cây luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Rồi xin cho chiều cao nha. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 98 nha. Tán ngang của em nó là 69 nha. Rồi nó có cái sẹo ngay đây mà em bao một bọng nha quý chú. Nó kéo hết trơn, cái này là chủ nhà nè. Hồi xưa người ta không biết, người ta cắt nha, ở ngay đó ha. Thì có cây có sao em báo vậy. Cây này rất là mạnh cây quý chú ơi. Nhìn nhựa nó kéo nè. Nó xanh mà nó dày hết luôn ha. Cái cây nó đỏ hao rồi cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây đứa quý mã số 9 này ha. Em xin giao lưu với quý cô chú là 26 triệu nha. Nguyên cái bể đế à cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em ha. Ngàn đây là một cục đế đặt luôn nha quý cô chú. Đặt kẹo luôn nha nè. Cái này mà đây nè, đây nó có gãy xuống nè. Đó, thấy vậy chứ nó không có trống đâu hết trơn nha. Đây nè. Này mà quý cô chú về sổ đất ra trồng cái một khối đế khủng khiếp lắm ha. Dạ. Rồi. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Cái này em xin giao lưu với quý chú 26 triệu ạ. Dạ, mã số 9 nha cô chú anh chị, 26 triệu. Dạ rồi. Dạ, mã số 10. Mã số 10 cũng một pha mai tứ quý, trực có mầm nghe quý cô chú. Tay cạnh thì tứ diện hết ha. Nở hậu, dốc ngọn xài luôn xíu. Đế nè. Quý chú. Một khối nha, đặt kẹo hết nha. Không chống nhích nào nha quý cô chú. Đó, đặc biệt là nó bỏ gói nè. Cục vậy ha. Đường như nhau đều hết nha. Mặt nạo như vậy nha quý cô chú. Rồi cái vách đế này thì nó đặt quẹo luôn á cô chú anh chị. Bên đây thì nó vẫn có rễ lót ở trong cái cô chú, mà không rễ lót bự bự nha cô chú chị nha. Đặt quẹo mà nó bỏ gói cục nha quý chú. Cây này giờ cũng kiếm cũng khó rồi ha. Tứ quý thời buổi này giờ kiếm mấy cây gì là cũng khó ra ha. Cây này dốt cây lắm cô chú. Cốt cành là lực lực không lối à. Đó, cũng kéo ngựa dung xanh dờn nè quý chú.
Rồi, xin vô thông số nha. Rồi, hoành tại vị trí này là 46 nha. Dạ. Dạ, dạ. 46 nha. Rồi, đâu cái cũ đặt của em nói nha. Cô đặt nó là khoảng 108 nha quý cô chú. Dạ. Này là cũ đặt, là đặt cứng luôn nha. À, coi nè, không có thọt cây dít gì được vô luôn. Dạ rồi. Rồi. Nồm đế là 34 nha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 109 nha. Cao từ cái cọng rễ lên cái ngọn của nó là 76 nha quý cô chú. À, cây này ở ngoài nhìn phê lắm quý chú ơi, như một cái búp măng luôn vậy. Cái này dốc ngọn đếm đó, trời, cái dốc ngọn của nó có 15 nha quý cô chú. Yeah. Dốc ngọn 15 ha. À, tay cành lực lực không, tay cành của nó để em đo thử cành số 1 cho quý chú tham khảo nha, để biết tay kìa chấm mấy luôn ạ. Tay cành của nó là 30 ha. Dạ. À, rồi cây tứ quý mã số 10 này em xin giao lưu với quý cô chú là 45 triệu nha. Dạ, 45 triệu. Cây này nhìn ngoài khủng lắm quý chú ơi, đẹp lắm. À, cây số 10 cũng là cây của clip với con ha. Rồi con cũng cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con nhiều clip trước nha. Rồi mến chào quý cô chú ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip này luôn cô chú anh chị nha.